thì có thể vỗ tay theo những điệu nhạc này được không ạ? Thank you.
Xin cảm ơn Vũ Đoan rất nhiều. Lời đầu tiên cho phép Hà được gửi lời chào tới chị Thanh Hằng, tới các chị, các anh đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Xin một tràng vỗ tay lớn hơn cho em thở chút được không ạ? Rất lâu rồi thì em với chị mới lại được gặp nhau gần như thế này. Và Hà là một người vô cùng đam mê làm đẹp, nên nghe ở đâu uy tín có những phương pháp mới, một bác sĩ nào đó trở về là lao tới ngay. Và chính bởi vì vậy nên là Hà biết rất là nhiều những cơ sở làm đẹp ở đâu, cũng mong muốn mang lại uy tín và sự yêu thương của khách hàng. Nhưng không phải muốn là tạo dựng được, nhưng mà có một người đã trả lời được những suy nghĩ, những trăn trở đó cho tất cả các khách hàng. Không phải vì hôm nay Hà đứng đây hát, cũng không phải vì em và chị biết nhau lâu, nhưng mà phải công nhận một điều mà không ai có thể chối bỏ. Đó chính là Thanh Hằng Beauty Medi đã gầy dựng được 35 năm. Đó là một chặng đường không đơn giản một chút nào. Ngay bây giờ khi quý vị có thể thấy là công nghệ ngày một mới, mỗi một cơ sở làm đẹp cũng đều có những uy tín riêng. Nhưng để tồn tại 35 năm mà nữ hoàng vẫn rực rỡ như thế này thì là một câu trả lời mà chúng ta không cần phải đặt câu hỏi nữa, đúng không ạ? Cảm ơn chị rất nhiều. Vì cũng là một người nghệ sĩ và cũng là một người bước ra để chinh phục các khách hàng, Hà cũng luôn luôn có những suy nghĩ giống chị. Đó chính là khi mình đặt bằng cả trái tim của mình, bằng tâm huyết của mình và đam mê, không bao giờ chùn bước, đó gọi là bản lĩnh, thì chắc chắn thành công đã đến với chị, đang đến với chị và sẽ còn đến với chị dài hơn nữa. Chúc chị và Thanh Hằng Beauty Medi sẽ có một chặng đường dài mãi mãi và luôn luôn xây dựng được tình yêu của tất cả các khách hàng như thế này. Và mong muốn là 36 năm hay 60 năm, 70 năm sau, em vẫn còn có thể đứng ở đây hát một ngày nào đấy cùng với chị nữa. Còn ngay bây giờ sẽ là một tiết mục tiếp theo, một món quà đặc biệt dành cho chị. Vì đây là bài hát được đặt hàng bởi đạo diễn Việt Tú, và bài hát lần đầu tiên Hà hát ở trên sân khấu. Và Hà hy vọng là đây cũng sẽ là những giây phút gần hết chương trình rồi, nên rất mong muốn coi qua livestream thấy quý vị đã rất lộng lẫy, sang trọng, nhưng chưa thấy quý vị đứng dậy và nhảy là như thế nào. Và rất mong bài hát này Hà sẽ không nhảy cùng Vũ Đoàn nữa, mà Vũ Đoàn sẽ cùng đi xuống phía dưới cùng với tất cả quý vị ở đây, để chúng ta sẽ có một không khí và một hình ảnh không thể quên được, được không ạ? Và bài hát này là một trong những bài hát nằm trong album của nghệ sĩ violon Hoàng Rob. Và hôm nay Hà cũng hân hạnh được trình diễn cùng với Hoàng Rob, và sẽ hân hạnh hơn nữa nếu được trình diễn trong sự cổ vũ và yêu thương của tất cả quý vị. Xin mời quý vị cùng đón nhận món quà này. Light up the party now.
Xin dành những tràng pháo tay thật lớn cho nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, violinist Hoàng Rob, vũ đoàn Hoàng Thông và vũ đoàn AC.